Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm 2022. Thưa quý vị, chiều 12 tháng 10, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung, phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đến thời điểm này mọi công việc cần thiết chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15 đã hoàn tất và sẵn sàng cho ngày khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 10 năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến cụ thể về các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15. Đó là các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, cho ý kiến về các báo cáo giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri, cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, kết quả triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn năm 2021 đến năm 2030, công tác nhân sự trình Quốc hội xem xét. Quyết định tại kỳ họp thứ 4, dự kiến kỳ họp thứ 4 làm việc trong 21 ngày, Quốc hội xem xét thông qua 7 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết, đồng thời xem xét, cho ý kiến 7 dự án luật và dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác như công tác nhân sự, thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 4. Thưa quý vị, khả năng phục hồi hậu đại dịch của Việt Nam tiếp tục được đánh giá cao, khi nước ta vẫn nằm trong top 10 bảng xếp hạng chỉ số phục hồi hậu COVID-19 tháng 10 năm 2022 do tập đoàn truyền thông Nikkei của Nhật Bản công bố. Đây cũng là tháng thứ 4 liên tiếp Việt Nam nằm trong top 10 của bảng xếp hạng này. Tại bảng xếp hạng, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8 trong số 121 quốc gia trên vùng lãnh thổ trên thế giới với 75 điểm. Tại Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, Campuchia cũng có sự cải thiện đáng kể và đứng ở vị trí thứ 4. Nikkei nhận định các tiến bộ trong việc khống chế dịch bệnh đã giúp triển vọng kinh tế của hai nước trở nên tươi sáng hơn. Khi Nikkei lần đầu công bố bảng xếp hạng chỉ số phục hồi hậu COVID-19 vào tháng 7 năm 2021, Việt Nam đứng gần cuối bảng, ở vị trí thứ 100, do đang bị làn sóng lây nhiễm biến thể Delta quành hành mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau đó Việt Nam đã thăng tiến vượt bậc và lọt vào top 10 cách đây 4 tháng. Đây cũng là lần cuối cùng Nikkei công bố chỉ số này, trong bối cảnh nhiều nước đã thay đổi cơ chế xét nghiệm và báo cáo về số ca mắc trong khi một số nguồn dữ liệu không còn được cập nhật thường xuyên, khiến cho việc thu thập dữ liệu chính xác trở nên khó khăn hơn. Ngày 12 tháng 10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã triệt phá 10 nhóm hoạt động tín dụng đen bắt 25 đối tượng. Các đối tượng này cho vay với lãi suất cắt cổ từ 365 đến 1.460% một năm. Trước đó, qua đơn thư cầu cứu của nhiều người dân về việc bị các nhóm tín dụng đen liên tục chửi bới, đe dọa đánh đập, khủng bố tinh thần buộc phải trả các khoản vay với mức lãi suất cắt cổ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thành phố Đồng Xoài, huyện Chơn Thành và huyện Đồng Phú, Công an các tỉnh Thanh Hóa, Đắk Nông, Lâm Đồng đồng loạt triển khai các lực lượng bắt giữ thành công 10 nhóm tín dụng đen, với 25 đối tượng hầu hết có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa và Hải Phòng. Tổng số tiền các đối tượng đã cho vay là gần 9,4 tỷ đồng với 584 người vay, hơn 1.700 lượt vay. Hiện đã làm việc, đối chiếu được 86 người vay. Tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 3,2 tỷ đồng. Tổng thống Nga Putin vừa có cuộc hội đàm với người đồng cấp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang ở thăm thành phố St. Petersburg. Trong cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo của UAE tuyên bố nước này sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Putin đánh giá cao việc UAE sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đồng thời trao đổi chi tiết về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine, cũng như các biện pháp đã được Moscow thực hiện để đảm bảo an ninh ở khu vực này. Về phần mình, Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã thông báo với Tổng thống Putin về lập trường của Ukraine trong một số vấn đề. Trước đó, Bộ Ngoại giao UAE cũng đã thông báo chuyến thăm của Tổng thống Al Nahyan tới Nga là nhằm thúc đẩy các giải pháp chính trị hiệu quả cho cuộc khủng hoảng Ukraine, qua đó giúp giảm leo thang quân sự, giảm thiểu các hậu quả về nhân đạo đồng thời hướng tới một thỏa thuận chính trị. Thưa quý vị, lại thêm một đường ống đưa dầu của Nga tới châu Âu bị sự cố rò rỉ. Ngày 12 tháng 10, Ba Lan thông báo đã phát hiện hiện tượng rò rỉ tại một trong hai nhánh của đường ống Ruzhba, tuyến đường ống chính dẫn dầu từ Nga đến châu Âu. Thông báo của nhà vận hành đường ống dẫn dầu BRN của Ba Lan cho biết đã xảy ra tình trạng giảm áp trong đường ống dẫn dầu Ruzhba trong tối 11 tháng 10 ở một trong hai nhánh thuộc đoạn phía tây của đường ống, cách thành phố Black, miền trung Ba Lan, khoảng 70 km. Thông báo cũng cho biết vẫn chưa phát hiện được nguyên nhân gây sự cố.
Hiện hoạt động vận chuyển dầu qua nhánh bị rò rỉ đã phải tạm dừng trong khi nhánh còn lại vẫn hoạt động bình thường. BRN cũng đã cử nhóm chuyên trách tới hiện trường để đánh giá tình hình nhằm triển khai công tác khắc phục sự cố và thông báo với phía đối tác Nga về vụ việc. Trong khi đó, Bộ Kinh tế Đức xác nhận nguồn cung dầu của nước này không bị ảnh hưởng bởi sự cố. Đường ống dẫn dầu Nord Stream 3 là một trong những đường ống vận chuyển dầu lớn nhất thế giới, cung cấp dầu từ Nga sang châu Âu, chủ yếu là các nước Trung Âu. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã để ngỏ cánh cửa cho đối thoại với Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết nước này sẵn sàng thảo luận với Mỹ và phương Tây. Trả lời phỏng vấn kênh CNN, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, G20 vào tháng sau tại đảo Bali của Indonesia, nếu như nhà lãnh đạo Nga muốn thảo luận về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga F. Lavrov cũng cho biết nước này sẵn sàng thảo luận với Mỹ và phương Tây để tìm cách chấm dứt xung đột, song đến nay chưa nhận được đề xuất đàm phán nghiêm túc nào. Phía Nga và Mỹ đưa ra các tuyên bố trên sau khi nước chủ nhà G20 Indonesia thông báo lãnh đạo của Nga và Ukraine sẽ tham dự hội nghị tại Bali vào tháng tới. Thưa quý vị, đến với Tà Chỉ Nhiều Một Ngày Nắng, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh quan vô cùng đẹp mắt và có sự thay đổi liên tục theo độ cao. Khi chiêm ngưỡng những cánh rừng nguyên sinh đẹp mê hồn, một sở thị ngôi rừng trúc dài đặt đan xen nhau như trong những bộ phim giả sử. Chiêm ngưỡng những đàn ngựa nhởn nhơ gặm cỏ, những triền đồi đầy cây cỏ và hoa lá như những thảo nguyên trong truyện cổ tích. Khi leo lên đến đỉnh núi, khung cảnh nơi đây phải nói là tuyệt đẹp. Và khi tia nắng cuối cùng tắt sau ngọn núi xa cũng là lúc ánh trăng vừa kịp tới, đốt một đống lửa, mang theo một ít khoai và ngô để nướng, có thêm một chút trà nhạt hoặc cà phê nữa thì bạn đã có một bữa tối hoàn hảo quay quần bên đống lửa bập bùng. Thời điểm đẹp nhất trong năm để nhìn thấy cả thảm mây cuồn cuộn xuất hiện trên nền trời xanh biếc là từ tháng 10 đến tháng 4. Đỉnh Tà Xùa gồm 3 đỉnh núi hợp thành một kỳ quan thiên nhiên vô cùng hùng vĩ, trông giống như một con khủng long thời tiền sử với sóng lưng nhô lên uốn lượn. Dọc đường chinh phục dãy núi, du khách sẽ đi qua một mỏm đá có hình dáng rất giống đầu rùa. Chiếc đầu rùa này nằm ở độ cao 2.120m. Đây là địa điểm thú vị và được các du khách yêu thích và ghi lại nhiều khung hình đẹp. Thưa quý vị, các thác nước hùng vĩ cùng cảnh quan của rừng rậm bao phủ khiến bất kỳ du khách nào cũng phải thốt lên đầy ấn tượng. Bè Mạc Hàng Dù, quan chức địa phương, người nổi tiếng trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ ảnh và video về cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp xung quanh nơi ông sinh sống. Gần đây, Bema Khanju đã chia sẻ video tuyệt đẹp giới thiệu thác nước Yamen nằm trên đường từ Ta Quang đến làng Mago, Arun AC Hanrayes. Video nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo người dân địa phương, thác nước này là một phần của thác chiều Miwatisi nổi tiếng, còn gọi là Holy Waterfalls, một tập hợp của 108 thác nước. Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên, hoang dã ở thác nước, một phần nguyên nhân đến từ những bí ẩn xung quanh nó. Xung quanh thác nước là cảnh quan xanh tươi, dãy núi Sulunti hùng vĩ, có tu viện cổ 400 năm tuổi, hồ nước nhỏ xanh sạch. Địa điểm được ví như châu Âu thu nhỏ giữa lòng Ấn Độ. Thời điểm từ tháng 12 đến tháng 2, nơi đây biến thành xứ sở thần tiên trắng xóa, tuyết rơi dày đặc. Bè Mà Khang Du cho biết, thác nước Yamen rất đẹp, một địa điểm mang tính biểu tượng khi đi từ Ta Quang đến Mago. Cây cối xanh tươi, vẻ đẹp quyến rũ trong khu vực mê hoặc bất cứ ai ghé thăm nơi này. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.